Thưa quý vị, liên quan đến vụ Paradise Papers, hãng công nghệ Apple của Mỹ tuyên bố không có một hoạt động nào của họ tại Ireland đã được chuyển đến đảo Jersey để trốn thuế. Trong một thông báo hôm thứ Hai ngày 6 tháng 11, thì Apple cho biết đã nộp hàng tỷ đô la Mỹ tiền thuế cho chính phủ Mỹ, theo đúng khung thuế doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài là 35%. Phản ứng của Apple xảy ra sau khi tài liệu về Paradise Papers tiết lộ Apple đã chuyển phần lớn các hồ sơ kinh doanh sang đảo quốc Jersey, nằm giữa Anh và Pháp, để hưởng mức thuế thấp. Tôi không hay ho gì khi Jersey bị đề cập đến như một trong những thiên đường trốn thuế trên thế giới, đặc biệt là khi chúng tôi đạt được những phát triển vượt bậc trong những năm qua. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình để được các tổ chức uy tín như OECD hay IMF đánh giá cao. Hồi tháng 10 thì Apple cũng đã trả lời những chất vấn từ phía Hội các nhà báo điều tra ICIJ về những cáo buộc sau khi Ireland thay đổi khung thuế doanh nghiệp vào năm 2015. Apple đã bắt đầu chuyển các bộ phận chính của mình sang các quốc tịch Mỹ và châu Âu, sang quốc tịch đảo quốc Jersey. Theo Apple thì những thay đổi đó không nhằm để trốn thuế ở bất kỳ quốc gia nào. Họ cho hay công ty này là người nộp thuế nhiều nhất trên thế giới, lên đến 35 tỷ đô la trong 3 năm qua.